Muốn con trở lên tài đức thì mẹ phải lấy thân làm mẫu. Người mẹ nào cũng muốn con mình được sinh ra tài đức hơn người. Vì vậy, ngay từ khi mang thai đã làm mọi cách để con có được môi trường phát triển tốt nhất. Vậy thì cổ nhân xưa có lời khuyên nào cho những bà mẹ? Trong tư tưởng giáo dục, đạo đức của Trung Quốc cổ đại ngày xưa luôn coi trọng đức dục, tức là đạo đức được giáo dục cho thế hệ sau bắt đầu từ khi thai nhi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Lời nói, cử chỉ của bậc cha mẹ khi mang thai luôn lấy mình làm gương, khiến cho thai nhi được phát triển trong môi trường và điều kiện thuần khiết nhất. Giáo dục của khoa học hiện đại ngày nay đối với vấn đề này cũng rất là coi trọng. Các chuyên gia bắt đầu nghiên cứu về phương pháp giáo dục cho trẻ từ khi còn trong bụng mẹ. Có người còn khuyến cáo rằng cho trẻ nghe nhạc Mozart khi mang thai có thể giúp cho trẻ phát triển năng lực trí não tốt hơn. Ngoài ra còn có thiền định, yoga, nhạc nhẹ không lời, đọc truyện cổ tích cho thai nhi nghe cũng rất hiệu quả. Thai giáo hay còn gọi là giáo dục thai nhi, đây là một cụm từ không chỉ thịnh hành ở thời điểm hiện tại ngày nay mà cả trong sách cổ của Trung y hay văn chương lễ nghĩa của Trung Quốc xưa cũng đã có không ít những ghi chép về điều này. Cổ Nhị, một nhà chính trị nổi tiếng thời Tây Hán đã viết trong cuốn Tân Thư của mình như sau: Vương hậu ấp cơ khi mang thai thành vương, đây là vị vua thứ hai của triều đại nhà Chu, khi đi thì luôn ngay chính, khi ngồi thì ngay thẳng, khi cười thì nhỏ nhẹ. Dù ở một mình cũng khiêm nhường tiết lễ, khi gặp chuyện bất bình, tức giận cũng không nói lời khó nghe. Đây được gọi là thai giáo. Học giả Lưu Hướng cũng viết trong cuốn Liệt Nữ rằng cổ nhân mang thai ngủ không nằm nghiêng, đầu không gối lệch, đứng thẳng, ngồi ngay, không ăn thức ăn có vị lạ, không ăn đồ ăn bất chính, không ngồi chỗ không vững, mắt không nhìn chỗ sắc dục, tai không nghe lời dâm dục, đêm ngâm thơ, đọc sách. Làm như vậy thì đứa trẻ sinh ra, nữ thì cung dung ngôn hạnh, trai thì tài đức hơn người. Còn trong cuốn Trung y cổ của Y Tâm Phương, Cầu Tử có kiến nghị phụ nữ khi mà mang thai có thể đánh đàn cầm để điều tâm thần, hòa khí huyết, tiết chế thị dục, tâm thanh tịnh hơn. Và về phương diện này thì so với phương pháp giáo dục thai nhi hiện tại cũng có những cái sự tương đồng. Nhưng mà ở đây không phải là âm nhạc trực tiếp ảnh hưởng tới thai nhi, mà là giúp cho an định tâm thần của người mang thai, để cho tinh thần của người mẹ ảnh hưởng tới thai nhi. Có thể nói đây là một cách làm rất khoa học. Một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc về thai giáo phải kể tới, đó là Thái Nhâm, mẹ của vua Chu Văn Vương. Đây là một câu chuyện nổi tiếng được nhiều người nhắc tới nhất. Trong cuốn Chu Thất Tam Mẫu có nói rằng Thái Nhâm khi mang thai vua thành vương, không xem kinh kịch bất chính đau buồn, không nghe những cái điều dâm dục phóng đoãng, không nói lời tự cao tự mãn, khi ngủ thì người luôn nằm ngay ngắn, đầu không gối lệch, tư thế khi ngồi hay đứng, thân thể tuyệt đối luôn luôn ngay thẳng. Phương pháp giáo dục thai nhi của Thái Nhâm vô cùng hiệu quả. Sinh ra vua thành vương ngay từ nhỏ đã tài đức hơn người, năng lực học tập xuất chúng, và chỉ cần biết được một sẽ học được 100. Căn cứ vào những điều này có thể thấy rằng cổ nhân khi xưa đã vô cùng coi trọng về vấn đề thân giáo, giáo dục đạo đức cho con cái luôn được bắt đầu từ khi mang thai trong bụng mẹ. Và trong quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày, mọi hành vi, lời nói, ý nghĩa đều lấy thân làm mẫu, tạo cho con một môi trường thuần khiết nhất để phát triển.